Các bạn ơi, giờ khuya chắc này cái tầm mấy giá khoảng 10 giờ 15 rồi, Điệp mới xem rồi. Giờ Điệp cũng không biết nói gì hơn, Điệp cũng xin gửi lời chào đến đại gia đình YouTuber nha. Và Điệp cũng xin chào đến cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền đất nước. Đặc biệt cũng xin chào fan của Điệp trong thời gian qua đã xem clip ủng hộ của Điệp nha. Giờ Điệp hôm nay giờ Điệp thủ cái bọc. Bọc các bạn ơi, Điệp đi bắt ốc, không kìa không có ra clip chấm gì hết trơn á. Điệp đi bắt kiếm bạn mới rất nhiều. Ui rất chiều, Điệp thảy mấy cái ấy nè các bạn ơi, quá trời ốc luôn các bạn ơi, nó bò lên ăn các bạn ơi. Vô Điệp đi bắt ốc hương á các bạn, tùy theo vùng miền gọi là ốc sên, ốc ma các bạn, cũng là nó nha. Nè nó bò nó ăn nè các bạn. Đây nè. Quá trời luôn nè. Bữa đèn nè. Đó, con đêm nó bò ra ra vậy đó các bạn. Ở quê Điệp là nhiều lắm. Cái cây này là cái cây bông đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái cây bông đó, nó rụng cái lá xuống á. Quá trời luôn, ốc luôn à. Để Điệp lụm một mới các bạn ơi. Điệp lụm mới cái đầu Điệp đi đặt chấm các bạn ơi. Hôm gài không có ra clip gì chứ. Mày hả bị lụm một mới ốc cái đầu mà đi may đặt 24 ống chấm rồi, Điệp đặt 2 bao các bạn ơi. Quá trời ốc luôn rồi các bạn ơi. Nó ăn mấy trái cóc nè các bạn. Cái cóc rất nhiều lụm á, mình lụm ở đâu mình giục ở đây nè. Cái thịt mình nhử nên nó vậy đó, đó đó các bạn. Quá trời luôn à. Kiếm bậy nó chừng khoảng chừng 3-4 kg ốc gì đang sáng mai đang mà nè. Nó đeo nó ăn. Sáng mai đi đặt 2 bao chấm nha các bạn. Hôm gà không có ra clip chấm, lo làm lương clip chấm bán cho cô chú anh chị các bạn ở mọi miền đất nước á. Quá trời ở đây luôn nè các bạn ơi. Cá bự, bò ra mang đi bò ra nó ăn các bạn. Tầm nhất là 10 mấy rồi. Hồi tắm rửa cơm nước nó bụng quá trời các bạn ơi. Thôi giờ phần video này được up đi. Sau bóng đêm trời lại sáng nha. Qua một bóng đêm trời lại sáng rồi các bạn ơi. Giờ tầm giấc này khoảng 3 giờ rưỡi rồi nha các bạn. Mặt trời nó xuống rồi nè. Đêm hôm Điệp bắt được mớ ốc gì nè các bạn ơi. Nè, này là ốc miền Tây Điệp gọi là ốc hương. Còn nhầm như vùng miền thì gọi là ốc ma, ốc sinh cũng là nó đó nha các bạn. Thôi giờ Điệp lại Điệp đâm nha. Giờ Điệp đâm nha. Rồi giờ Điệp đổ đi ra đây nghe nghe các bạn ơi. Giờ Điệp úp lấy con muôn chai nít, chai rửa chén á. Đang tìm tạp hóa mua đồ các bạn ơi. Chai đó nhiêu cô Tư? 10. Hả? 10 nha. Vậy lấy con hai chai luôn đi cô Tư ơi. Đây nè. Rồi đủ ha. Rồi, cảm ơn cô Tư. Rồi cái này về mình xử lý nha các bạn. Điệp mới mua nè, hiệu này nè nghe anh em các bạn, clip nè, 10.000 chai nè, Điệp mới mua thì nè, hai chai luôn, chơi mạnh luôn. Đó, giờ Điệp đổ đằng kia kìa, đó, qua gần cái bán hớt tóc đó, đó, cũng gần nhà mình đó. Giờ mình đi lại đó đổ nha anh em và các bạn, bắt trùng nha, dung á, còn dung á nha anh em, các anh em miền Trung miền Bắc, dung á. Điệp up video nha, Điệp cũng mới dọn trống một chỗ này nè nha anh em và các bạn. Đó, Điệp cũng mới dọn trống rồi đó. Rồi giờ chơi nè các bạn ơi. Cái chai của Điệp cũng mới mua nè nha anh em và các bạn. Đó, anh em các bạn cứ múc gần đầy thùng gì nè. Đó, thùng nước gì đó. Với ở bên đây có thùng nữa mà cái thùng mình chứa nước ít thôi. Mình bắt trùng mình thảy đi qua đó, mình lụm trùng mình thảy đi qua nha anh em các bạn. Còn mình nhắm mình chế vô gì nè. Đó, giống như mình bóp cái tè gì đây là một muỗng. Đó, bắt cái tè khoảng 2 muỗng. Có nhóm nói chung là khoảng 4 5 muỗng nó gì đó nghe anh em và các bạn. Cái này ra yếu quá. Khoảng chừng mình ra khoảng chừng 4 5 muỗng ăn canh của mình nha. Cái thìa cái thìa nghe anh em và các bạn. Nhìn chung bắt gọi là cái thìa trong này, Điệp gọi là cái muỗng á. Đó, vậy đó. Rồi đầu xong rồi. Quậy nha. Vậy đó. Cho nó lên bọt luôn. Cho nó lên bọt như vậy đó nha anh em các bạn. Mày hả bự. Mày hả bự. Chiêu này là chiêu bắt trùng nha anh em các bạn. Có anh em nào biết trải nghiệm rồi thì bỏ qua cho Điệp nha. Còn cái này là Điệp chia sẻ những anh em nào mà Điệp bán chấm á, fan của Điệp á mà bắt trùng mình đặt chấm lương nha. Nếu chung nói chung là có trùng là nó sẽ lên nha. Còn cái dây cái vấn đề cái chỗ này không biết có trùng hay không thôi, chứ ngoài ra có trùng là nó sẽ lên.
Đó, chân chân nó có lên rồi đó các bạn ơi. Quá trời luôn rồi, nó bò dữ rồi các bạn ơi. Đó. Bỏ ở đây đi. Giờ mình xuống ở dưới này coi. Đó. Này các bạn, một hồi nó mới chồi đi lên nhiều. Đó. Anh em thì các bạn thấy không? Kìa, quá trời đằng kia luôn các bạn ơi. Kìa, nó đang rút đi lên kìa. Đó anh em các bạn thấy không? Đó, gần đằng kia nó chạy nè. Chạy ha bự. Đó, mình lụm như gì nè nha anh em. Là mình thảy đi vô trong ở trong này. Quá trời luôn anh em ơi, nó xuống kìa anh em ơi, kìa. Đó. Tự động là nó tự động con trùng nó chồi đi lên nha anh em. Nè, gì nè. Đó. Đó các bạn thấy không? Nó quéo chân à. Đó. Bò quá trời đằng này luôn nè. Đó. Thôi giờ cái chiêu bắt trùng là như vậy đi nha anh em. Đó, nó lên nè anh em. Nè. Thấy không? Vậy đó nha anh em và các bạn. Nè. Phê chân rồi nè. Thôi điệp up video đi. Gần hồi rồi đầu điệp quay tiếp nha. Điệp quay này từ chi tiết nha. Chào anh em và các bạn nha. Đây thì mình cũng làm mồi nè các bạn ơi, cũng như thế này là ớt. Đó, rồi một số anh em chữ điệp khùng bỏ ớt chi lương mặn ớt cậy. Điệp khùng biết văn mùng chạy chiếu đó. Ăn hủ tiếu với nói chuyện tình yêu khùng đá ớt nè, tỏi nha anh em các bạn. Hột vịt nha. Này nè. Ớt. Tỏi. Hột vịt. Bọc con guốc mình nha, bọc guốc khô là ta 8.000 một bọc nha các bạn. Hay mua mà nấu canh đồ, canh cải đồ hay bỏ vô á, còn gọi là con tép á, con tép mà ở ruộng á. Người ta chế biến rồi đó. Này là cá. Này là cua. Này là mỡ chăn, canh bò hẩm chà bá luôn giờ đặt đúng hết rồi. Này là đắt. Đắt nha anh em và các bạn. Rồi, anh em và các bạn cứ tìm hiểu để đẹp làm nha, rồi có cái gì đó sơ sót gì anh em bỏ qua cho đẹp nha. Nếu mà đâm cua trước thì nước cua nó sẽ ra, tới đâm ớt với đâm tỏi này lại văng vô con mắt nha anh em. Điệp hôi nó chuyện hôi cà lâm nên điệp mới nói nó nhanh mới được, điệp nói chậm là cà lâm quá trời à. Ớt xong, tỏi điệp đặt hôm nay điệp đặt có ấy à các bạn ơi, có 24 ống à. Rồi mà nếu mà anh Liêm ơi, anh Liêm ở Củ Chi đó, anh Liêm điện thoại đi lại cho đẹp nha anh Liêm. Sáng giờ số điện thoại mất tiêu rồi anh Liêm ơi, với anh Tý á, anh Tý cũng ở Củ Chi đi, nó đi luôn nha. Thì ha làm nữa đó, hai anh á điện thoại đi lại cho em nha. Sáng giờ em làm mắc số á cho người, một anh á là 12 ống chấm đó với mở chăn gì đó, với một anh thì 20 ống chấm đó nha. Rồi đó, bắt đầu tới cua tiếp, đặt mà ngang dùng nhiều cua đi các bạn ơi. Cái mẹ vô hết luôn. Cái một cua đó, bây giờ cái này mà cá nha anh em, cá mà lựa cá dụng á, như các anh em á kêu bà xã đó, honey gì đó, đi chợ á mà mua cá, mà mua đồ ăn á, rồi mấy cái chị mà hay cắt cá mằng cá lồng tông đồ đó bỏ cái đầu á, mua 1.000, 2.000 gì á, có khi mấy chị ở ngoài chợ á mấy chị cho miệng nữa, cho mình nữa nha anh em và các bạn. Rồi xong rồi đó, rồi phần này đập hột vịt tươi nha, trứng vịt đó nha. Mình chung bắt gọi trứng vịt á, gồm đẹp thì gọi là hột vịt à, chị chắc ăn đi. Rồi này là bọc con guốc nha anh em và các bạn, bỏ vô vậy đó anh em. Và các bạn cứ làm theo giống cái thao tác giống như vậy nha, cái nào trước cái nào sau cho nó phù hợp nha. Nhưng mà cái nào cũng vô chân, nhưng mà phải làm ấy nha, đổ khoảng 20 ống điệp đổ khoảng một chút xíu thôi, cũng như là muỗng cà phê mình á, 20 ống là cái muỗng cà phê mình đó nha anh em các bạn. Đó xong rồi anh em cứ trộn lên nha, cái này là trộn tới đó anh em cứ trộn lên. Đó, cứ như vậy đó. Đậm. Rồi giờ anh em cứ đổ ốc vô. Phần ốc hương nè nha. Miền Trung Bắc gọi là ốc ma, ốc sên đó, cũng là của là nó đó. Điệp làm cái phần mồi này ở đây đi đặt. Ngày mai coi Điệp đi dở về thử coi có nhiều hay là có ít nha anh em các bạn. Cái video này Điệp tranh thủ từ đây tới tối, không biết khoảng
mấy giờ điệp đưa lên nha, cũng khoảng 8-9 giờ quá, tại vì điệp đi đặt về hơi muộn á, tại vì giá dắt này khoảng 4 mấy, gần 5 giờ chiều rồi. Điệp đặt 24 ống, điệp đặt cũng gần nhà hả anh em ơi, quẩy bộ đi nó đi đặt à, với không ấy rồi đó, như vậy đó nha anh em. Rồi anh em cứ trộn vô a đù miễn này chắc đạp vô giò đã dữ à. Rồi đó là nãy mình trộn một lần rồi, giờ mình trộn lần thứ hai nè nha anh em. Đó, anh em cứ trộn cho nó đều đi, đảo là ngược lại một cái đó, vậy nè anh em. Đó như vậy đó, giờ cao cao lên cho anh em thấy mồi đó. Rồi xong xuôi chưa, rồi cái này nãy quên giới thiệu phần đất nữa, cái này là đất nha, tại vì không hề nước ngập, không có đất khô, khoảng cả ký gửi đất nha anh em, quất vô đó vậy đó. Rồi là trộn cái nãy là hai lần này, lần thứ ba nha. Mình trộn mồi mình anh em nhớ kỹ là đừng có cho khô mà đừng có cho ướt nha, nếu mà nó ướt quá trời á là mình quẩy chấm nước nó chảy gồng, khô quá trời á thì con lươn nó nút không nổi đâu, chứ mà ướt quá trời đi xuống mương á nó bị lã nha anh em. Nó giống hệt như là đầu hôm khoảng 10 giờ 1 giờ là nó có hơi rồi, gần sáng là nó hết rồi, tại nó ướt quá nó lã, còn khô quá trời thì nó không có ra nổi mùi đâu anh em. Trộn cho nó dẻo dẻo đó nè, chơi luôn, hốt lên luôn. Đây anh em nhìn cái cục mồi của đẹp là gì nè, không khô mà không ướt nha đó. Đẹp để hơi sát màn hình tí xíu nha, nó hơi chá hay là không lấy nét thì anh em đừng buồn nha. Vậy đó, đó anh em thấy không nè, mồi nè nó như gì nè anh em, nhìn kỹ nha, không khô mà không ướt nha đó, cho nó dẻo như vậy đó nha anh em và các bạn. Đó bây giờ phần này giờ điệp bắt đầu vô mồi được, tranh thủ anh em các bạn ơi, mệt quá các bạn. Rồi điệp bóp video đi các bạn ơi. Mà điệp cũng xin phép anh em và các bạn nha, để điệp nói vấn đề này cái anh Tý nè, đặt 12 ống chấm với nửa lít mỡ chăng nè, ở làm ở công ty là 404 công ty Quang Sưng quốc lộ 22 xã Tân Thôn Hội huyện Củ Chi nha anh điện thoại lại cho em đi nha anh Tý ơi, với anh Liêm. Anh Liêm đặt 20 ống chấm, số nhà 36 đường 559 xã Trung Lập Hạ huyện Củ Chi nha, hai anh điện cho em nha anh. Em ngày nay em quên rồi hai anh ơi, em cái số điện thoại tự nhiên như không biết làm sao nữa, rồi em nhiều người điện đặt hàng đó, rồi em quên đi, rồi quên luôn, mong hai anh điện lại cho em. Đó điệp vô cái khoảng nãy cái muỗng này muỗng hôi lưng quá, ví dụ điệp xúc chừng 3 lần như vậy đó ăn nghe anh em, muỗng lưng nha, là muỗng đầy thì nó 2 muỗng nha. Trong thời gian qua điệp bận làm quá trời anh em ơi, cứ đêm nào cũng 1-2 giờ khuya hết trơn á, làm chấm lương á để cho giao cho anh em, không có đi săn bắt được, mong anh em và các bạn thông cảm với fan của điệp nha. Đó điệp cái này là điệp vô có khoảng như vậy đó nha anh em và các bạn. Đó vô đường vô mồi đường này nha, đặt bắt lương ra cũng đường này luôn. Rồi điệp cũng xin nói thành thật cho nói với anh em, chứ anh em và các bạn quan tâm đến điệp thì điệp nói chung là điệp thành thật cảm ơn rất nhiều đó, chứ điệp giờ cũng không biết nói sao, chứ điệp thì làm video cũng hơi thô lắm, mong anh em và các bạn thông cảm và bỏ qua thôi. Thôi phần này điệp up video đi anh em ơi, điệp vô 3 ống gì vậy được rồi, là mình vô như vậy được rồi, chứ công thời gian gì không biết nữa. Thôi để bóp video nha anh em các bạn, hồi tới cảnh đi đặt thì quay cho anh em các bạn xem nha, chọn mương nha anh em và các bạn. Để bóp video anh em các bạn ơi, bữa nay là tới thứ năm rồi, ngày 12 rồi, bữa nay dắt này gần 5 giờ nha anh em và các bạn. Giờ điệp bữa nay thứ năm mà điệp up đi lên luôn nha, chứ biết sao giờ nó quá trời ấy rồi các bạn ơi, điệp lo điệp đi giao chấm rồi làm chấm bọng đồ nữa, rồi bây giờ mới có đi đặt rồi, quá muộn rồi anh em và các bạn ơi. Giờ điệp mới vô mồi xong rồi đó anh em các bạn, giờ điệp cũng cho lên này rồi, điệp có mấy cái bao, có mấy cọng dây quẩy, im quá trời không đó. Điệp đặt là phải có sậy đem theo nha. Ồ hình như là cái mùi cá nó thúi gì, con ruồi nó bay đi lại kìa. Rồi thôi giờ tiến hành các bạn ơi, chạy thôi các bạn ơi. Điệp up video nha anh em và các bạn. Bò lên khó quá các bạn ơi.
bành cái lóc à. Ây da, chơi mày luôn. Vô, vô luôn. Ủa vô đây, vô đây luôn. Vô luôn. Vô luôn. Vô luôn. Vô luôn. Đó mày vô đây luôn. Ờ. Rồi xong. Nằm ở đây luôn đi. Đó các bạn ơi. Tới chỗ rồi anh em và các bạn ơi. Đó. Anh em các bạn thấy không? Tới chỗ rồi đó. Giờ đẹp sẽ tiến hành thôi các bạn ơi. Bây giờ 5 giờ mấy rồi. Bữa nay là thứ năm rồi nha anh em và các bạn. Chiều về khoảng 8 9 giờ tối hay là khoảng 9 10 giờ vậy đó, đẹp không biết lúc nào nữa. Về đâu là đẹp up video đi lên luôn à. Đó, rồi giờ đẹp sẽ chọn mương mới được, chọn mương chia sẻ với anh em và các bạn cách đặt chấm máy được. Nhiều khi một số anh em cũng comment và điện thoại cho đẹp chỉ kêu chia sẻ cách đặt, thì đẹp hôm nay cũng thực hành với video của mình nha anh em và các bạn. À, để chọn cái mương mà có lương và mương không có lương nha. Thôi giờ đẹp up video đi, linh tinh tên ta hoài tới đây tới tối luôn à. Thấy cái mương có mồm này ngon không? Quá im ha. Nhưng mà gần lộ xe các bị các anh em đặt hết trơn anh em các bạn. Đó, mình đặt cũng vẫn có, tại vì mỗi một cái là mồi người dùng khác nhau hết nha anh em và các bạn. Nhưng mà thôi kệ, mình đặt đi. Đặt một ống coi. Đó, nãy đẹp đứng đằng kia anh em các bạn. Đó, đằng đó là cái đầu mương á. Bỏ đẹp bỏ khoảng chừng để coi khoảng 8 9 mét gì ạ. Giờ đẹp đặt cái mương này đây. Đó. Nói chung là mấy cái mương này cũng nhiều người đặt dữ lắm chứ không phải là ít đâu anh em các bạn. Tại cặp lộ xe mà thì cũng có người qua cái lợi đặt đấy. Nhưng mà mỗi người dùng mồi khác nhau nha anh em và các bạn. Đó giờ đẹp cái bao chấm đẹp để đây bao nè. Giờ đẹp để cái nón đi lên trên này nè. Quay bằng cái máy cam nha anh em. Hơi nhiều quá. Thôi kệ, như vậy đi. Quay cái đầu cái này để chia sẻ cái đặt nha, quay cái đầu đi lại đằng cái muốn đập nha anh em và các bạn. Khi mà nước còn kia nó lớn nó trôi vô á, trôi tới đầu đập, cái đầu mấy cái đầu đập á đường nó có là nó mới bò lên ngược lên nha. Thì quay cái miệng lại đây. Đập mà quay cái đường rãnh cái lỗ mà phan điệp phan đà đó. Quay lên. Nói chung là ở đây nhiều người đặt lắm các bạn ơi. Nhưng mà mỗi người biết cách đặt và cách mồi khác nhau nha anh em. Đó, vậy xong đó. Rồi bây giờ anh em lấy cái tay này nè, tạt nước. Đó, tạt nước ra cho mồi nó lan tỏa đi ra. À, chắc giờ đẹp đặt ở đây chắc. Tối các anh em nào đi có đi vớt ốc đừng có vớt luôn cái ông chúm của đẹp nha. Tại vì hôm nay đẹp đặt ở đây cũng gần nhà, anh em nào có xem YouTube thì hãy tha cho đẹp nha. Tại vì đẹp vợ bốn gái thằng trai tội lắm. Đừng có vớt mấy ống chúm của đẹp, vớt ốc được rồi. Thôi giờ đẹp ốc video đi các bạn ơi. Cái này là vườn dâu nha anh em và các bạn. Nói chung là ai ở khu này là đẹp quay cái cảnh này là đều biết hết, chứ không phải là tại vì đẹp đặt gần nhà mà thì đẹp quay vườn dâu này là của ai là chủ vườn sẽ xem clip là sẽ biết liền. Thì mương này ở đây là cái mương trống, ở bên kia là bờ hạnh, bên đây là bờ dâu. Nhưng cái mương này là mương trống nha anh em và các bạn. Có gông đu tròn nha, và có lá dâu nó rụng đi xuống dưới á, lâu ngày á đầu nó cũng bùng bên dưới á. Nhưng mà đẹp thấy có dấu đặt cách đây mấy ngày trước rồi, đẹp thấy có dấu rồi. Nhưng mà đẹp đặt thì đặt chứ đẹp không có sợ, tại vì các bạn mỗi biết không sao, mỗi một người làm một khác nhau hết nha. Đó, bây giờ đẹp để cái máy ở đây nha, xuống đẹp đặt anh em ơi. Đẹp chọn cái vị trí này đây. Anh em các bạn cứ móc đất đi ra trước, móc một lần dài vậy đó, để xéo giống như là cái dấu quyền dấu sắt mình vậy đó nha anh em, để xéo như gì nè chứ đừng có để như gì nha. Đó, cứ để xéo anh em, trước khi đặt cái đầu là anh em lèo lọn tay vịnh cái miệng hôm lại, mình cho nước nó vô đặng mà cho ốc đừng rút xúc một cái chút cái đất lên cho cái hơi cua ốc nó chảy ra, mình đè xuống nhẹ cái đẻ cây chậm vậy đè xuống. Thọt cái tay đằng trước nha anh em, miệng hôm á mình giờ là mình nhóng mình đùa nhẹ ông chúm lại tí xíu thì thôi, cho nó cái đít đằng sau nó bám đi vô cho trong cái mí đất trong bờ á cho nó cứng. Lương nó vô nó ủi á các bạn. Nó ủi á để mà ông chúm mình nó đừng có rung kinh, tại vì cái đít mình nãy mình đã có đùa rồi. Nó đã cứng rồi. Còn ở đây nó không có hên, ở hiền gặp lành. Đây có một cây nhỏ. Rọt luôn vô mé luôn.
chơi luôn. Điệp tranh thủ đi về nha anh em và các bạn, up cái video đi lên nữa. Nói chung là giấc này cũng tối dữ lắm rồi anh em ơi. Tầm giấc này Điệp đi đến đây là cũng khoảng tầm giấc này cũng khoảng từ 6 giờ 15. Thấy vậy chứ phước mình các bạn nhìn thấy cái video tối thui không? Cứ tụ lại, ngụy trang lại, tránh trường hợp các anh ở hiền gặp ông chúm tha mình lắm, tha lắm à. Kéo lại một cái cho nó bước lên bờ cho nó đừng có cái dấu chia sẻ hết. Bây giờ đi tiếp đi. Quá cầu khỉ không đưa mình khó đi nè các bạn ơi. Mình chọn địa hình coi, mưa này là mưa hạnh, mưa này cũng vẫn chạy luôn nữa mà chạy hơi yếu nha anh em và các bạn. Thôi mà kệ đi, giờ Điệp đặt một ống hai ống nữa là thôi. Các bạn ơi, quay hoài á, anh em và các bạn biết sao không, chắc này tầm 6 giờ hài có rồi đó. Nè Điệp quay cho anh em và các bạn coi nè, Điệp không có nói xạo, giấc này mà còn súng cỡ này nè đó, nãy giờ đặt mới có chừng 3-4 ống gì đó à. Điệp quay đó còn 2-3 bao chúm á, giờ Điệp cũng đặt ở đây chia sẻ với anh em và các bạn một ống nữa. Rồi Điệp ấy các bạn ơi, chỉ biết sao giờ để Điệp để đây hồi nó lặt à nhá. Cái máy ở đây kêu ụt nó nữa à. Điệp kéo cái máy lên tí xíu, chắc ăn là nó kêu rồi, nó kêu anh em các bạn ở giá thông cảm nha, chứ đụng đến cái máy là nó kêu. Rồi giờ Điệp xiệt xuống đây, Điệp đặt ra. Im quá, nó bùng binh ở dưới này nè, không biết có lương hay không, chứ cái mương là phải chọn là phải có lương chứ các bạn. Tại vì Điệp đặt cũng cái nghề đặt chấm cũng lâu năm rồi, mình biết mương nào mương có lương, mương nào không chứ. Ví dụ như mấy cái mương mà mấy mương cỏ mòm á nha anh em và các bạn, mấy mương cỏ mòm á nó dày gì nè, mình đặt ống chúm xuống rồi mình phải dẹt cái lỗ nha, mình dẹt cái lỗ đằng trước miệng ống chúm mình á, lỗ gì á để cho mờ mở chăn lên nó ngớp. Ây da, cái phần lại cho lương lại nó thở nữa. Đó không rồi đâu anh em, cứ dẹt từng lỗ một lỗ như gì nè đó, dẹt cái lỗ đằng trước lỗ gì đó, anh em tạt nước ra. Đó. Anh em lấy cái này anh em buộc lên, mình không có cây thì mình dùng cỏ luôn, cỏ nó ở nơi này nè, mình buộc đi lên luôn thì được chia sẻ anh em ơi. Rồi bắt đầu mình sợ mình bứt ở trên bờ này, mình bứt cái gì đó mình tủ ngụy trang cái túi lại, tùy theo vùng miền của anh em có chuột hay không nha, mình rửa nha cái túi đó, mình rửa một cái, mình rửa cái, mình vút cỏ một cái, mình rửa cái túi một cái đặng mà cho nó cua ốc á, nó không còn cái mùi nữa, không ai cho chuột nó đớp mình nè, nó đớp cái túi lủng lỗ gách hết trơn à. Rửa một cái vút cỏ lên cái ngụy trang lại. Thôi phần này Điệp up video đi tiếp anh em ơi. Ngang đây không sơ sẩy quẩy hai bông chúng này, nó gãy cái cây này cái nó té cái chắc chào đồm á. Điệp đứng đúng cái gãy một cái nó sọt một cái chắc cái bộ đồ lòng mất tiêu luôn á. Nói chung là ở đây cũng nhiều người đặt lắm nha anh em và các bạn. Dân ở khu vực Điệp ở huyện Phong Điền này, Phố Cần Thơ này, ở đây nói chung là nhiều người đặt chúng lắm chứ không phải là ít. Nhưng bây giờ thôi Điệp bữa đây ống nữa đi, bữa đây ống nữa các bạn ơi. Để cái lột cái nón xuống cái mới được anh em ơi. À xuống đây đi, bây giờ biết sao vậy, nặng quá, cục này ngon quá. Nói chung là Điệp đặt cũng giống như các anh em khác đặt chấm thôi nha, nhưng mà có cái là cái mồi của mình là một mồi rồi, hình như có lương chạy bạn ơi, mình dẹt như nó lên tim á, nó thiệt chứ không phải là lên giả nó đâu nha các bạn. Mình cũng đặt giống như anh em thôi mà, tại vì thứ nhất có cái tay sát cá là một, bây giờ mũi cắn thứ hai nữa là do cái màu chúng nha anh em, giờ mình biết cái trọng mương với đặt chúng này thì ai cũng biết đặt hết trơn đó anh em ơi.
dễ mà chứ không phải khó, mà đòi hỏi cái cách chọn mương là một, với cái cách ngồi làm là hai, chứ cách đặt nữa là ba. Đó, mình phát lần trước rồi anh em, mình móc một lần rảnh lần trước á, có thịt như mương cọ có mồm á, mương nếu mà mương có mồm á, mồm hay là mương gì vậy, anh em đặt xong rồi ngay trang chủ cái miệng chúm mình gì nè, phát một lỗ lên nha, mình phát một lỗ vòng tròn vậy nè cho nó chống chống lên chân đây mà lớn gì nè nha. Đặng mà anh em biết sao con lươn á, nó lại đó nó hử mồi mình rồi xong xuôi cho rồi nó lên nó ngớp nha, con lươn nó ngớp nha, chứ ai không nha, không phải là nó lại chúm mình là nó vô liền đâu, nó lại nó quằn quằn một hồi rồi đầu nó bịch bịch quá nó không có lên nó ngớp được, hồi đầu mình hồi lươn lên nó ngớp, chứ phần nữa mình dẹt cái lỗ như vậy đó, đặng anh em biết gì không, ba cái mở chân của mình á nó lên trên đó đó, lên trên ngay chân chỗ cái lỗ trống này nó này nè, mở chân nó chớp cho đó, đó. Thằng mà con miếng lương nó bắt mùi được lại đó, đầu nó hử nó ngớp. Thôi giờ tối quá rồi anh em ơi, giờ Điệp cũng không biết nói sao chứ, Điệp up video đi anh em và gà và các bạn ơi. Điệp quay cái máy đi lên một cái máy được anh nha, anh em và các bạn, tối quá tối rồi, giờ không biết Điệp quay sao nè, đụng cái máy camera kêu cục nó nữa á, tối quá tối rồi. Bây giờ muốn hết thấy đường rồi anh em ơi, thật Điệp thật sự rồi. Bây giờ Điệp cũng nói gì nè anh em ơi, thì cách chia sẻ đó Điệp cũng có chia sẻ rồi hết trơn rồi đó, thì mà nãy là đặt có quên nữa, nãy Điệp quên bỏ trùng vô, quên quay cái phần video nãy là chỉ các bạn là trùng, gần hồi đầu Điệp mấy bầm bỏ sao với lỡ rồi chứ biết sao giờ, quên bỏ đằng kia mà đầu cuối cuộc quay toàn là hột gào vịt không, quên bỏ trùng, nhớ kỹ là nãy đổ chỗ trùng về mà Điệp quên bỏ vô, anh em nhớ đổ trùng gì rồi về bỏ trùng đồ vô nó nữa nha, bầm mà bầm ra dưới chung với đất rồi anh em cứ bỏ vô nhà mũi trời mũi ta đó. Thì giờ Điệp cũng sáng mai á, thì Điệp mấy có đi dở thì cái phần video này Điệp up lại để mà cô chú anh chị các bạn biết video không, đang mà đi theo dõi của Điệp ngày mai Điệp dở rồi sao rồi ngày mũi rồi đang mà ngày mai này đang mà Điệp dở rồi có thành quả nhiều hết thì Điệp cũng phải đưa cái video lên, chứ bây giờ trước sau thì Điệp cũng vẫn đưa cái video này nè đó, nếu mà ngày mai ít nhiều gì Điệp cũng vẫn đưa lên cái video lên để cho biết cái kết thiệt tình cái miệng á, cái kết quả Điệp nhiều khi anh em ghét Điệp, nhiều khi Điệp nói chuyện hơi cà lâm, nó nhanh nó thì vẫn được, nhưng mà nó chậm quá là nó hay bị cật rồi đó. Thôi giờ Điệp xin gửi lời chia ăn chúc đến đại gia đình YouTuber và cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền đất nước, và fan của Điệp trong thời gian qua đã ủng hộ xem clip của Điệp có ngày hôm nay, là kênh của Điệp cũng quảng cáo cũng là nhờ anh em và các bạn nha. Thì giờ Điệp cũng xin gửi lời chúc cho mọi người luôn luôn sức khỏe dồi dào. Nếu mà tối nay Điệp đưa cái video này lên khoảng từ giá 9-10 giờ gì đó, tại về hồi Điệp về còn phải tắm rửa nữa rồi soạn cái video đi lại rồi Điệp đưa lên, rồi sớm muộn gì Điệp vẫn đưa lên để cho cô chú anh chị và các bạn đi theo dõi coi cái video của Điệp sáng mai thằng quả như thế nào. Giờ thì video này Điệp up ngắt lại, còn một cái video tiếp theo là để đi thăm chấm lương. Thôi Điệp cũng xin bye bye, hẹn những cô chú anh chị và các bạn clip tiếp theo nha. Điệp bye bye.